ớt nhá. Qua sườn nhá. Được cốt chanh nhá. Nào, tỏi ớt nào. Lửa lên cho ấm người nào. Đây đây thôi đem ra vào bọc bọc à, bụi bụi ra. Nhưng mà hỏi thật thằng dao mình đâu biết. Trong cái mẹ đây. Ui thật chảo lên à. Cho nước để lột sơn. Xin chào mọi người nhá. À, hôm nay nhóm chúng em lại làm thêm một món là sườn xào chua ngọt nhá. Chua ngọt nhá. Đây là sườn lợn nhá. À, có nguyên vị chính là sườn lợn nhá. Còn đây là gia vị là tỏi này. Chanh. Chanh nhá. Đây là đường. Chanh à. Ớt nhá. Này. Chín su nhá. Rồi được rồi. Đây có chưa? Thấy chưa? Đây là cái đường nhá. Rồi, đi. À. Đi. Các bạn theo chân em để làm món sườn xào ngọt nhá. Đi. Đi. À, bắt đầu triển. Chưa hôm nào mà ăn hết. Vang vọng núi rừng. Cho hành vào đây không? Không. Qua sườn nhá. Thế còn có chanh. Rửa rau ăn kèm nhá. What?
Nước cốt chanh nhá. Cho vào cái, cho vào thêm hai quả nữa. Tôi bỏ ra cái gì đi. Anh đang dưới đâu rồi? Đúng. Đây ngồi mà ăn ấm. Ngồi xuống. Mẹ nước này cho gừng vào. Mặt hành nhạc. Kéo nỏ mẹ nó trùng rau thế nhỉ? Trùng cái. Trùng có tên cả vợ cả chồng. Vị đường làm nước sốt nhá. Nước cốt chanh nhá. À, tỏi ớt nào. Người mang ấy đi chú đi. Từ ớt nhá. Mắm mùi chín. Nước mắm nhá. Bắc ra đã. Đồ lên kia kìa. Thế là cá à? Chết đấy. Một tí nước loãng bao nhiêu mà thao chất dọc. Đầu chưng nước sốt nhá. Không phải yêu. Đúng hương khói.
vào mồm nhé. Nóng đấy, nghe bịch quá. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Chén no. Quay tí sốt rồi đấy. Ăn gì chấm. Nếu ăn này nó bạn ăn Tết 2024 nhá. Sụn ăn rất ngoài. Chào nhau. Hẹn gặp lại lần tới. Anh chưa rửa răng các bạn.